phân tích về tình hình của Nga với Ukraine, rồi là tại sao mà Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu là những người dân Mỹ mà đang ở Ukraine nên gấp rút về nước. Chúng ta nói cái điều kiện thứ nhất mà Nga muốn Mỹ và NATO đó là không được nhận Ukraine vào là thành viên của NATO. Cái điều kiện thứ hai mà Nga nhất định muốn muốn đó là Mỹ và các nước Âu Châu đó phải rút các đơn vị đang đồn trú tại những quốc gia từng là gọi là thuộc địa, xin lỗi, từng là chư hầu của Cộng sản Nga trước kia, kể cả rút những cái giàn hỏa tiễn ra. Chúng ta còn nhớ là cái thời của Tổng thống Clinton đó, cái lúc đó và sau đó là ông Barack Obama cũng vậy thôi, là đã từng đặt cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot ở bên Ba Lan chẳng hạn, là một trong những nước Đông Âu cũ. Thì cả hai cái điều kiện đó, Nga muốn rằng Mỹ và NATO phải viết trên văn bản, thì Mỹ và NATO không viết. Và hôm vừa rồi, Ngoại trưởng Antony Blinken của Mỹ trả lời bằng một văn bản. Hai điều kiện nó đều bị bác bỏ hết. Một là NATO lúc nào cũng mở cửa cho những quốc gia nào muốn tham dự, nếu quốc gia đó hội đủ những điều kiện mà NATO đưa ra. Đó, về mặt kinh tế, về mặt dân chủ, vân vân. Cái điều thứ hai là đồn trú tại các quốc gia Đông Âu là Mỹ cũng không có chấp nhận cái điều kiện của Nga. Thì Nga bắt đầu gia tăng quân số tại biên giới, dọa. Sáng ngày hôm nay đó là Tổng thống Joe Biden đã chính thức lên tiếng tất cả mọi công dân Hoa Kỳ hiện nay đang có mặt tại Ukraine là phải di tản immediately, tức là ngay lập tức, bởi vì cái nguy cơ chiến tranh rất gần. Cái điều thứ hai, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông cam kết là cho dù chiến tranh xảy ra thì ông cũng không để cho một quân nhân Mỹ đặt chân lên lãnh thổ của Ukraine. Thì báo chí hỏi tại sao? Ông nói rằng nếu như thế, tức là có một cái cuộc bắn nhau giữa lính Mỹ và lính Nga thì sẽ trở thành một trận thế chiến nữa. Đó là điều ông sẽ không làm. Và một cái điều nữa là Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng công dân Hoa Kỳ hiện nay tại Ukraine đừng trông mong là sẽ có một cái chiến dịch di tản như là Mỹ đã di tản công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan vào tháng 8 vừa qua. Tức là tự mình phải lo lấy bằng phương tiện đường bộ, bằng phương tiện đường hàng không dân sự để mình đi cái đã. Không? Kèm theo cái đó thì cái lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken, ông bảo là chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mình không biết. Nhưng mà cái này mới là trái khuấy của tình hình này. Sáng ngày hôm nay đó là quân Nga bắt đầu tập trận với là quân Belarus và họ phong tỏa đường biển của Ukraine. Mà Belarus từng là một chư hầu của Cộng sản Liên Xô trước kia và bây giờ rất thân với nước Nga. Thì Ukraine nói là bây giờ họ không thể nào đi ra biển được hết, bởi vì vùng biển biển Đen bị phong tỏa, những cái biển chung quanh Ukraine bị phong tỏa hết. Hải quân Nga tập trận 10 ngày. Putin vẫn nói rằng không, chúng tôi tập trận xong thì chúng tôi đưa những đơn vị đã trở về căn cứ lại. Nhưng mà về phía Mỹ đó, từ hôm đó tới giờ lúc nào cũng nói là chiến tranh sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào. Thì ông ngoại trưởng của Ukraine lại bảo không, xin Mỹ đừng có làm nói dữ dội tới mức độ như vậy. Còn Tổng thống Zelensky của Ukraine thì nói tình hình vẫn có thể vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Thành thử ra thưa quý khán giả, chúng ta chưa biết đây là cái cuộc nắn gân giữa Nga với Mỹ và NATO ra sao. Nhưng mà nếu xảy ra một cuộc chiến tranh phải không? Thì như là ông Biden nói rằng ông không gửi quân vào Ukraine. Tức là chỉ có quân của NATO đồn trú tại những quốc gia Đông Âu thôi, cái sườn phía đông của NATO thôi. Và như vậy tức là một cuộc chiến tranh giới hạn chứ không có lan rộng. Và người ta chỉ mong một điều rằng hai bên phải kiểm soát được cái kho vũ khí hạt nhân. Bởi vì chúng ta làm một cuộc so sánh như thế này. Cô Ngọc Lan có biết hai quả bom mà nổ ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đó, cái mức độ thiệt hại vào khoảng 117.000 người cỡ đó. Đó là bom nguyên tử. Còn đó là atomic bomb, còn nuclear đó tức là bom hạt nhân đó. Điều kiện để có bom hạt nhân là người ta phải có bom nguyên tử cái đã, làm và người ta làm một cái sức nóng nó đủ để nó phá vỡ cái nhân tạo ra được bom hạt nhân. Tức là cái mức công phá của một cái bom hạt nhân bây giờ nó đủ dìm một nửa quả đất này xuống địa ngục. Thành ra cái câu nói nổi tiếng nhất của ông Bertrand Russell là một nhà triết học người Anh, ông nói thế này: ông không biết để tam thế chiến thì đánh nhau như thế nào, nhưng mà chắc chắn là để tứ thế chiến ấy, nhân loại sẽ dùng đá chọi nhau. Bởi vì để tam thế chiến nó hủy diệt hết nền văn minh con người ra.
chúng ta đã có đệ nhất thế chiến nhá, đệ nhị thế chiến nhá. Và bây giờ với cái kho vũ khí mà hiện nay chúng ta biết rằng Nga có, Tàu có, Do Thái có, Anh có, Pháp có, Đức thì không, là bởi vì Đức sau khi mà đầu hàng rồi, Đức thì không, Nhật thì không. Nhưng mà anh Kim Jong Un ỉn và anh như thế mà anh vẫn có vũ khí hạt nhân. Thì bây giờ nếu mà đánh nhau đó, ở Pakistan, Ấn Độ đấy chứ, đánh nhau đó, thì chỉ cần không kiềm chế được thôi. Lúc đó, nhân loại sẽ bị tàn sát hết cái nền văn minh hiện nay chúng ta đang có. Và tới đệ tứ thế chiến, thì chúng ta trở thành thời kỳ đồ đá. Tức là dùng đá để ném nhau. Việt Nam bây giờ thì người ta bảo không, Việt Nam đã qua thời kỳ đồ đá rồi, bắt đầu thời kỳ đồ đều. Nó khác. Nhưng mà Ngọc Lan Vân hy vọng rằng là sẽ không có chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra. Bởi vì nó, cái điều đó mình sẽ không tưởng tượng được cái mức nguy hiểm của nó. Nó sẽ không xảy ra. Nó không có thời giờ tưởng tượng đâu. Nó lóe lên cái sao là chúng ta gone with the wind, chúng ta mang theo chiều gió rồi.